Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Món ăn làm sạch mạch máu, thông đường ruột, nổi tiếng đông y chỉ với 3 thực phẩm bình dân. Trong quan niệm của đông y, thực phẩm là thuốc, thuốc làm thực phẩm. Ý nhấn mạnh về tầm quan trọng những món ăn vị thuốc tốt cho sức khỏe. Đây là thuốc làm sạch mạch máu và ruột. Món ăn đơn giản giúp làm sạch mạch máu, thông đường ruột. Theo quan niệm đông y, có nhiều thực phẩm có thể thay đổi lớn đến tình trạng sức khỏe của bạn. Đặc biệt hơn, nếu chúng ta biết kết hợp các thực phẩm lại với nhau, giúp chúng hỗ trợ lẫn nhau, sẽ phát huy tác dụng tối đa hơn đối với cơ thể. Sau đây là công thức chế biến món ăn từ 3 nguyên liệu phổ biến trong bếp nhà bạn, có lợi lớn trong việc làm sạch mạch máu, thông đường ruột và rất nhiều tác dụng khác. Được đánh giá là món ăn tuyệt vời trong mỗi gia đình. Nguyên liệu gồm mộc nhĩ, nấm hương và cà rốt. Mộc nhĩ có thể ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt, trì hoãn quá trình lão hóa. Trong khi nấm hương được xem là một loại thuốc bổ, có tác dụng trực tiếp lên da lách, loại bỏ đờm ứ. Cà rốt đặc biệt tốt cho gan và tăng cường thị lực, giải nhiệt và giải độc. Cà rốt rất giàu vitamin E, rất hữu ích cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe của mắt, đồng thời có thể làm giảm quầng thâm một cách hiệu quả. Món ăn này không chỉ đa dạng về màu sắc mà còn cân bằng về dinh dưỡng. Bạn có thể thử, sẽ sớm nhận được kết quả. Thành phần nguyên liệu: 10 cây mộc nhĩ, nửa củ cà rốt, 6 cây nấm hương, 1 cây hành, 1 ít gừng, dầu thực vật, muối. Cách chế biến. Thứ nhất, chuẩn bị nguyên liệu, ngâm nước cho mộc nhĩ và nấm hương nở mềm, cà rốt cạo vỏ, tất cả rửa sạch, để ráo, cắt miếng vừa ăn. Thứ hai, gia vị từ gừng, hành rửa sạch và sắt nhỏ để sử dụng. Thứ ba, cho dầu vào chảo, phi thơm hành và gừng. Thứ tư, cho cả ba nguyên liệu vào đảo đều. Thứ năm, thêm muối, bột nêm hoặc gia vị theo sở thích của bạn, thêm lượng nước vừa phải, nấu thêm một lúc. Chỉ cần khuấy một vài lần là hoàn thành quy trình chế biến món ăn. Đây là món ăn từ những nguyên liệu phổ biến, dễ chế biến, hương vị thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe. Bạn nên thử làm món ăn này và ăn đều đặn, sẽ cảm nhận được sự thay đổi của sức khỏe, đặc biệt là sự hoạt động của mạch máu và đường ruột.